Hai, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay tới đợt mình đi thăm rắn rồi mọi người. Trong đây trong cái bờ này có hai cái để mình vô mình thăm các bạn. Này chiến này chiến rồi mình thăm không có. Trong này không dính được hai con hành. Hai chiến đầu tiên mà. Thăm này lâu quá mình cũng mới đi thăm lại nè. Cỡ 10 bữa nữa mà. Đây bẫy mình dưới đây nè các bạn. Ôi sao nó bị nghiêng dữ vậy ta. Chuột con trời. Không dính bạn ơi. Mặn chuột con nè. Rồi để mình vô mình thăm cái kia các bạn. Kia trong đây nè. Bẫy nó không dính mà sao nó bị nghiêng dữ vậy ta. Không dính luôn bạn ơi. Chuột nó cắn cái bao tả tơi luôn rồi. Giờ mình đi tới vô tới cái gò này nha các bạn. Gò mình cũng mới đặt thử hai cái à. Gò này cũng lớn lắm ạ. Mình đặt chiến đầu tiên luôn nè. Trong đây dây ổ qua quá trời luôn rồi. Ổ qua với đọt nhẫn lồng quá trời luôn nè. Các bạn thấy không? Đây bẫy đây nè các bạn. Chiến đồ không biết sao đó nha. Có hàng không ta? Nghe hơi ngang cũng nặng nặng các bạn. Ây cha hổ hành bạn ơi. Nên có hành nữa các bạn. Trời ơi, trong đây có mềm bẹp. Mình bên đó mình đặt có con cái bên đó đó mà mềm bẹp thấy nó mới chạy ngang nó mà không biết có không nha các bạn. Bình thường hay dính rắn á là mềm bẹp nó lại nó bu lại các bạn. Mình qua đây nha. Gò này chắc mình đem phải đem bẫy vô đặt thêm các bạn. Gò này cũng lớn. Mới đặt thử có hai cái à. Nghĩ bên kia các bạn không phải đây. Lâu quá không đi thăm luôn. Không nhớ chính xác luôn. Đây đây nè bạn. Nè bạn thấy bẫy mình đây không? Lấy cây móc nha các bạn, cho an toàn các bạn. Chỗ này cũng mới mình cũng chưa biết nó làm sao. Hình như nó nhẹ các bạn ơi. Không dính. Cái này không dính à. Vậy là mình bẹp vô canh chuột chứ không phải canh rắn các bạn. Cái này chưa dính các bạn. Nó vô bẫy này cứ các bạn thấy không? Nhây các bạn. Này bóng lạng. Tiên các bạn.
Cái này bữa mình dính khô đất nhỏ luôn bạn, dính khô đất ba bốn lạng. Đây bảy mình đây nè bạn thấy không? Chà, đang nghe nặng nặng nè bạn. Đang nghe nặng nặng rồi đó, không biết có dính không nha. Không hoành bạn ơi. Dính con hành. Còn sống không trời? Trời hên còn sống bạn. Nó chuẩn bị thay da nè, da nó xám xám nè bạn. Để mình qua thăm cái kia nữa. Cái kia chỗ đó đó các bạn. Thăm cái kia có nữa mình lấy luôn các bạn. Nó lẹ bài bạn thấy không? Trong mấy cái đầm tôm này là le cầm cọc nó khoái lắm. Lặn xuống bắt tôm đó các bạn. Thì nó bay kìa. Con đen đen. Đây mình có bẫy đây nè. Chiến hay chiến rồi mình thăm không có. Chiến này sao đây? Đây nè bạn. Còn chiến này không dính luôn mà. Thôi dành bắt hoành kìa nha. Cái đầu tiên dính dán nhỏ không đâu. Mấy cái đầu tiên dính rồi dán nhỏ không bạn ơi. Lát không biết sao, không biết đi vô mấy chỗ kia, mấy chỗ dính hồi đất hồi bữa giờ không biết sao đây nha. Chứ nãy giờ mới dính được có hai con nhỏ xíu. Dây. Con này chuẩn bị thay da nó màu như nè các bạn. Bạn thấy không? Màu nó hơi sẫm 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 xám á, chứ không phải là cái màu màu nâu. Rắn ốm quá bạn ơi. Nó ăn con chuột bữa giờ mà nó ốm sợ luôn. Rắn khu này làm nó thiếu mồi hay sao bạn. Chuẩn bị thay da nữa bạn ơi. Bỏ vô mình đi tiếp nha. Tâm thủ có được. Không có rắn nhỏ còn tâm thủ thăm mấy cái mấy khu mà hổm giờ mình dính hô đất các bạn. Cái gò huyền thoại kỳ này dính không chứ mà mấy đợt trước là dính liên tục luôn bạn, xong rồi mà mình thăm ba bốn chuyến sau không dính, không biết trong đó còn đất không biết. Đây mình có bẫy trong đây các bạn, bữa mình đặt cái đằng đó nước ngập rồi, đem để cái trên cao này nè, biết này sao không biết, ơi ơi quên nữa, bước lên trúng mã, con xin lỗi nha ông bà. Đây bẫy mình đây nè các bạn. Ê, nặng nặng nha. Hổ hành. Quá đã bạn ơi, hổ hành, hổ hành. Ê cha, sao con rắn nó vô mà con chuột nó còn luôn ta. Không lẽ hai con này nó vô đây làm bạn, trời nó không ăn chuột luôn bạn. Mà con chuột nó cũng không cắn rắn luôn. Thường thường á mà con rắn nó thấy con chuột bự các bạn, nó không ăn. Là nó sẽ bị cái con chuột cắn lại á. Mà sao con rắn này nó bự mà này? Chắc nó cũng mới vô đây nè các bạn. Nó cũng mới vừa vô tức thì hay sao, nó chưa kịp ăn chuột nè. Nhà này bạn thấy không? Con nằm đầu nè, rắn này nè. Rồi chuột chạy qua kia luôn rồi. Thôi mình ra ngoài lấy ra nghe các bạn. Có hành không ạ?
Dạ, có đôi khi cũng có con ngựa, con đất. Con đặt trên khu chân nữa chứ, con đất nhiều. Bà nó khu gò bà nó ngọc. Dán bự kìa mà nó vô nó không ăn chuột. Chắc nó cũng mới vô rồi sao á. Chuột còn nguyên à. Vô sao nằm, nằm thôi, đóng không ăn chuột. Chứ cái ngồi nữa. Không chịu nữa. Hai con nó bị nhỏ. Tại con này chắc hơn kia à? Hơn. Tại mới vậy hả? Mới đi. Ừ. Nó đi mới giờ đi dưới đây. Hôm nay nó từng lễ 10 bữa rồi nó đi. Đi xem cái gì vậy? Xem nó ra. Dạ. Xem nó bò ra. Thấy không ra nó bò. Gặp một chục nó còn khó. Đây ngắn hành nữa bạn. Thôi chắc cũng được 5-6 lạng như đó mà. À, còn chuột là mình ép chuột vô đây là mình lấy ngắn nè. Chuột còn sống rồi. Là như nó mới vô các bạn ơi. Mới vô nó chưa kịp ăn chuột không. Chuột nó bao trước. Này nó không cắn sao. Bắt tay. Con hành này nó hiền. Không có cắn, bạn nhắn này thì đừng còn trọng trọng nha à, mọi người. Nãy giờ được hai con này nhỏ, con này đã đỡ rồi. Đừng ký cái máy nha các bạn. Dính rắn mà chuột còn cũng lời. Thường dính rắn là vô nó ăn chuột mất chuột. Này thì tại vì cái mới dính. Mới dính quá. Mới vô. Mới vô. À, con kiếm mấy rồi? Con kiếm mấy rồi? Đây còn có 7 không vậy, không dính rồi. Không biết này cái hang chuột hay hang gì mà bự quá trời. Đi muốn sụp luôn. Bảy nhỏ bạn ơi. Sao nhẹ dữ trời. Hình như có hàng các bạn ơi. Wow, hồ đất nhỏ nè bạn ơi. Con này chắc ở 4 lạng à. Đang kình luôn. Bữa mình đặt mấy anh đó các bạn, dính con hành cũng xíu. Chừng 3 lạng à, giờ mình dời qua đây nè. Đây hồ đất nè bạn ơi. Đây, chắc còn rắn lớn nè. Con này con nhỏ. Nếu các bạn thấy đầu nó không? Thôi mình đi ra ngoài mình bắt ra nha các bạn. Trong cái lùm lứt này, vỡ đầm này đó, mình có cái đây nè. Còn trong cái chòi đó mình có cái bẫy khổng lồ ở trong á. Bữa mình dính ngoài ngôi mộ kia với một con hố đất, với chỗ đó con hố đất bằng nhau á. Thì này mình đặt cái bẫy khổng lồ, mình đặt cốc, mình không đặt chuột. Tại cái bẫy trong đó các bạn.
bay đem mới có dính không à. Ai cha, nặng nặng. Trời ơi, nó nữa bạn ơi nè. Các bạn thấy hang đó không? Ôi cái hang này nè, bữa mình thấy nè, mình rùng mình luôn nè. Bưa đất mình tùm lum mà mình không biết là mình không có đón được là hang chuột hay là hang rắn. Còn này trong cả ký các bạn ơi. Y cha không hành chứ phèo đất. Trời ơi có hành đại. Nè bạn thấy cứt nữa không? Trời ơi tưởng nó hố đất. Nè không hành chà bá luôn bạn. Ủa không tay ạ. Rồi mình để mình ra ngoài mình bắt cái con hố hành này với cái hố đất nhỏ này nha các bạn. Lấy cái hố đất ra trước các bạn. Hố đất này nhỏ. Nặng quá. Không có chỗ nào mát mình lấy lại chỗ này luôn. Lấy rắn ở chỗ này luôn. Các bạn hố đất các bạn. Con này dài sọc luôn nha. Ủa, bạn nghe nó thở không? Thấy chưa? Nhỏ chứ độc chứ lắm nha các bạn. Dữ các bạn, cái đây dữ ghê luôn. Nãy giờ nó nằm trong bẫy tim tre. Đây nó khì nó khè ghê thiệt. Con này độc lắm nè các bạn. Để mình bắt ra cho mình cho bạn xem cái răng nanh nó nha. Này bạn thấy răng nanh không? Rồi đưa cây vô là nó cạp liền. Hai răng nanh đó nè. Bao khoang này các bạn. Bỏ vô nha các bạn. Giờ mình lấy con hổ hành vậy nha. Hoa hành này bự các bạn, hoa hành nhất, hoa hành đại luôn á. Câu nó bự các bạn ơi, đã sướng một chiếc. Bao lâu mà dính được con hoa hành vậy nè. Sướng sướng cuộc đời. Hoa hành bự như là khó kiếm lắm bạn ơi. Hoa hành mà cỡ 1 kg trở lên nó là khó kiếm lắm. Cỡ 7-8 lạng thì dễ. À. Nãy mình xứng sau xứng sát mình nhìn đại tưởng hố đất không à? Tại vì khu cái vòng vòng ở chỗ này là cái khu của cái người ông mình á, dính hố đất nhiều lắm. Vòng vòng bữa giờ mình ở đây mình dính hố đất nhiều lắm. Tại nãy thấy đang tưởng hố đất. Bự chưa?
họ lấy ra bạn ơi. Cây gì thằng ta quá riết rồi nè, cây mất tiêu cây giáo. Xuống ơi, nằm đằng đây mà kiếm chết luôn. Wow, nó mập quá bạn ơi. Phải biết nó hành thì không là vô bánh nha bạn. Ui. Nè. Bự ghê không bạn. Mập lúc luôn á. Là lửa đã không? Thôi bỏ vô nha các bạn. Bỏ vô đi thăm bãi tiếp. Sáng ngày được 3 con hoành nhì rồi các bạn. Hên đâu vô đây được con bự này chứ. Cầm lên 7 năm quăng. Này bẫy này chiến dội mà không dính các bạn. Ê, có cứt rồi bạn ơi nè. Để cứt không? Này đi hô đất không ngồi đây. Nặng nặng nha bạn. Không ngửa bạn ơi. Con này cũng khá khá, cả ký lô á. Nó ngóc đầu nó bạn thấy không? Tấp. Qua đây mình thăm bẫy các bạn. Còn hai cái. Bên đây cái, bên kia cái nữa. Ủa cái này như bữa lấy à hả ta? Bữa nhớ còn đặt mà ta. Nó mất rồi trời. Rồi mất cái bẫy đó gì vậy các bạn ơi. Mình còn cái này đây. Trời ơi, hôm nay mưa lên. Cỏ lên. Không nhớ khúc nào luôn nữa. Chắc thằng đây luôn. Rồi nhà hỏng rồi bạn ơi. Không dính nữa. Chục chết luôn. Mình lấy con ngựa ra nha các bạn. Ố chuột luôn hả? Không. Nó ăn chứ không có. Vậy á. Này cứ ngựa nha các bạn. Mấy tay nào chụp nó cắn chảy máu luôn công. Ừ, nó cũng khùng dữ quá ha. Dữ lắm. Chưa. Từ từ chứ ra táp dữ lắm.
ngắm đầu nó hả? Chụp nó. Nó ra ngoài chụp nó. Ủa mấy con kia cũng bự quá mày. Dạ, có con hoành ấy ngoài cái bờ đầm không á. Bự kinh vậy. Con nó bự. Chà. Ôi ơi, 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 nó cắn mọi người. Ui nó cắn tôi. Cắn lại đồ quá. Má nó dữ. Dạ chưa? Dạ. Ủa nó xịt cái nước gì vậy mày? Nước độc đó hả? Nước miếng. Con này đâu có độc. Hả? Ui nó cắn nè bạn ơi. Ủa, chà máu không? Chà máu. Né nó mà nó mang bao tay vô mà bị nó cắn chà máu. Kinh không? Phá họng á. Quá bự. Quá ghê. Người ông này là trong bữa mình dính thâu đất các bạn. Hả? Quá ghê. Chà máu. Chà máu nè các bạn. Ủa trời. Cắn chà máu luôn đó. Dài nè. Thấy bao chưa? Dở lên, thấy không? Nó không hành không hả? Không hành không à. Có con ngựa nè. Một bao đó, thấy ghê không? Chục ký à? Chục. Hai ký mấy à? Con hổ ngựa chắc cũng con bên đây hổ hả? Hàng cái ký hổ đất nè. Giờ nó hết sức nó hết phù rồi hả? Phải không chọc nó chọc nó mới phùng mang. Nay mình cũng xin kết thúc clip tại đây nha các bạn. Hẹn các bạn cái video tiếp theo nha. Mình thu hoạch được nhiêu đây nè. Được cỡ nhiêu đây chắc cỡ 2 ký mấy 3 ký. Đừng có hành bự nữa các bạn. Như đây nha. Chỉ được con hổ đất nhỏ. Ủa đó đó, đó. Nó khịch đó các bạn. Thu hoạch ngày hôm nay các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha.